Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kiếm Tiền Online của mình. Thì video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái trang web có tên là Bitoken nha các bạn. Thì như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là hình ảnh rút tiền từ cái trang web đó nha các bạn. Thì ở đây min rút của nó chỉ có 0.01 đô thôi, 0.01 Bitcoin các bạn. Đấy, thì mình đã đủ rồi, 0.013 nè các bạn, tương ứng với 108 đô nha các bạn. Thì đầu tiên để rút tiền các bạn chỉ việc nhập vào cái địa chỉ ví ở đây nè. Đấy, ví Bitcoin nha các bạn. Sau đó bạn rút về ví Coinbase hoặc là rút về các ví Payeer hoặc là blockchain cũng được. Miễn sao những cái ví đó nó có chứa các cái đồng tiền ảo là ok rồi. Đó, thì rút tiền chúng ta chỉ việc ấn vào withdraw thôi, nhập địa chỉ xong rồi ấn withdraw nha các bạn. Đấy, sau khi nhập á các bạn đợi trong vòng 1 đến 2 phút thôi thì nó sẽ báo cho các bạn là broadcast nè các bạn. Thì rút tiền nè các bạn ngày 24 tới tháng 5 năm 2019 nha các bạn. Đấy, cực kỳ mới luôn. Thì với cái mã ví là 15GE nha các bạn. Đấy, thì rút tiền chỉ trong vòng một ngày thôi các bạn. Tiền nó về nè các bạn. Đây, đấy, ngày 25 tây tháng 5 nha các bạn. Đấy, thì về rất là ok nha, 108 đô các bạn. Khá là ngon luôn các bạn. Thì những bạn nào mà muốn chơi con web này, mình sẽ hướng dẫn và chi tiết cho các bạn xem luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào con web này và giới thiệu cho bạn, giúp cho bạn rất là nhiều tiền từ con web này. Mình chơi đơn giản lắm các bạn, và có rất là nhiều tiền nữa. Thì đầu tiên mình sẽ để đường link dưới mô tả cho bạn. Các bạn click vào cái đường link đó thì nó sẽ hiển thị một cái trang web vậy nè. Đó, Bitoken nha các bạn. Thì khi các bạn vào đây, các bạn ấn vào cái mục là yêu cầu ngay, các bạn sẽ nhận về ví của mình là 100 viên đá miễn phí nha. Đấy, cái 100 viên đá này giống như cái lượt Wayspin của chúng ta thôi. Chúng ta vào đây chúng ta ấn vào cái nút yêu cầu để chúng ta đăng ký cái tài khoản nha. Thì ở đây nè, cái mục user, các bạn gõ cho mình cái tên user bạn muốn đặt lại gì các bạn gõ vào. Sau đó các bạn nhập cái mail. Rồi hai phần này các bạn sẽ nhập password nha các bạn. Password á mình ghi nhớ cái nào mình đặt. Sau đó các bạn ấn vào mục ghi danh. Đấy, thì khi ghi danh xong á nó sẽ gửi về cho các bạn một cái hộp thư mail. Ở trong cái mail này các bạn vào đó các bạn check in thôi. Giống như check in verify á, mình ấn vào đó mình xác nhận rồi xong. Vậy là mình đã có được một cái tài khoản rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đăng ký chỉ cần nhập username và mail thôi là đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình. Giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền trên cái con web này cực kỳ uy tín luôn nha các bạn. Rút tiền trong vòng một ngày thôi bạn. Thì đối với con web này các bạn, ở đây nè, các bạn vào bạn được 100 viên kim cương nha. Mình ở đây mình chơi hết rồi bạn, mình chỉ có được có 3 kim cương thôi. Đấy, thì mình sẽ sử dụng 3 kim cương này mình mở hộp quà cho bạn xem nè. Giống như cái lượt Wayspin thôi, chúng ta có rất là nhiều kim cương thì chúng ta sẽ mở được rất là nhiều hộp quà. Chúng ta ấn vào đây thì chúng ta sẽ mở hộp quà nha bạn. Đấy, mình được 624 Satoshi rồi bạn. Đấy, cứ như vậy thôi, mình mà đủ 0.01 là mình lụm tiền thôi. 0.01 là cũng được gần cả 100 đô đó bạn, khá là ngon luôn. Cái việc ấn như vậy thôi là mình sẽ có được coin thôi bạn, hên xui nha. Đấy, có thể là mình không có khi là mình có, mình được 1.900 nè bạn. Đấy, rất là ngon luôn nha bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn kiếm cái kim cương này. Chủ yếu là mình kiếm cái kim cương thôi để mình mở cái hộp quà nha bạn. Thì kiếm kim cương khá là đơn giản luôn. Như bạn kéo xuống dưới nè, ở đây nó cho các bạn á, cứ sau một tiếng các bạn sẽ vào đây, các bạn ấn vào cái nút tái sinh này các bạn sẽ nhận được 10 kim cương. Rất là đơn giản, các bạn thấy không, cứ một tiếng đồng hồ chúng ta vào đây đó, hết thời gian là hiện tại là mình còn 36 phút nữa mình sẽ vào đây mình ấn mà mình nhận được 10 kim cương. Rất là đơn giản ha. Rồi, cái cách thứ hai để chúng ta kiếm được kim cương đó, chúng ta đi mời bạn bè. Đấy, chúng ta chỉ việc click vào đây thôi, mời bạn bè. Chúng ta sao chép cái mã giới thiệu, cái đường link chứ. Đó, copy cái đường link này nha. Đấy, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta. Đó, khi họ click vào họ đăng ký như mình thôi. Đó, rồi ở đây nè, khi các bạn đăng ký các bạn sẽ được cái gì? Thì khi một người click vào cái đường link của các bạn á, các bạn sẽ nhận được một kim cương. Đấy, họ đăng ký xong nha. Họ đăng ký xong cái mình được 2 kim cương. Đấy, và họ xác nhận mail xong mình được 25 kim cương. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều kim cương luôn. Và ưu đãi khi hoàn thành là được 30% kim cương nữa nè. Đấy, các bạn chỉ việc chia sẻ đường link và giới thiệu thôi, bạn sẽ kiếm được kim cương. Đấy, hoặc là cứ mỗi một tiếng đồng hồ bạn vào bạn check in thôi. Đấy, rồi cái cách thêm một cách nữa để chúng ta giúp được chúng ta có kim cương là chúng ta sẽ chơi xổ số nha bạn. Ở đây nè, bạn ấn vào xổ số nha. Đấy, chúng ta sẽ mua các cái sticker. Đấy, chúng ta vào đây, chúng ta sử dụng kim cương của chúng ta mua các cái sticker này. Và nó sẽ, nói chung là nó sẽ quay random cho người trúng giải thôi bạn. Ví dụ như ở đây nè, chỉ có 25 người chơi thôi bạn. Và nó hên xui nha. Nếu như nó quay random trúng bạn thì bạn sẽ nhận được 20 đến 25 kim cương. Giống như mình chơi theo cái kiểu mà chơi hụi vậy bạn. Mỗi người bỏ ra một viên kim cương.
rồi nó sẽ quay ra đâm đâm chúng người nào người đó, lụm hết toàn bộ hụi đó, đó theo kiểu như vậy đó bạn. Thì đây là hiện tại là có 24/25 rồi, thiếu một người nữa bạn. Bạn mua cái sticker nữa thì các bạn sẽ vô nhập được cái hôm cái nhóm này nha các bạn, và nó sẽ mở thưởng cho bạn quay rum rum hên xui, mình sẽ được 20 hoặc 25 cái kim cương này, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn rút tiền nè. Để rút tiền được trên cái con web này, các bạn sẽ ấn vào cái tiền nha, các bạn sẽ nhìn thấy cái nút kim cương á, có hình Bitcoin á, mình ấn vào nè, đó nó hiện màu đen nha. Khi bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiển thị tiền cho các bạn. Thì hiện tại mình có 8 đô rồi bạn, đó mình mới vừa chơi luôn, mới tạo nick luôn bạn, mình được 100 kim cương đó, mình quay hồi mình được 8 đô rồi, bạn thấy không, cực kỳ nhanh không, mình chỉ việc mở hộp thôi là mình được 8 đô 7 rồi đó. Đấy thì rút tiền nè các bạn, chỉ việc nhập cái ví Bitcoin thôi. Đấy các bạn nhập ví Bitcoin này đâu, các bạn có thể lấy ở trên các cái sàn như là Coinbase nha, mình vào Coinbase để mình lấy cái địa chỉ Bitcoin mình dán vào mình rút tiền, hoặc là các bạn có thể lấy ở bất kỳ như là blockchain hoặc là Payeer cũng có nữa nha các bạn. Các bạn vào đây nè, mình sẽ vào Bitcoin. Đấy, mình ấn vào đây. Sau đó understand, sau đó copy nha. Đấy, mình copy địa chỉ ví. Sau đó mình qua cái này nè, mình paste vào. Đấy, rồi sau đó mình chỉ việc ấn vào cái nút withdraw thôi. Thì ở đây nó sẽ hiển thị cho bạn cái lịch sử giao dịch. Đấy, các bạn đợi trong vòng hả 10 đến 15 phút thôi, nó sẽ hiện cái chữ là socket các bạn. Đó các bạn thấy không? Và trong vòng 1 ngày thôi tiền nó sẽ về ví của bạn, đảm bảo với các bạn là 100% tiền sẽ về nha các bạn. Đấy, rất là ok luôn nha các bạn. Rồi. Cơ bản cái app này chúng chỉ về vậy thôi các bạn. Chúng ta sẽ kiếm kim cương và chúng ta sẽ kiếm Bitcoin rất là ok. Video mình sẽ kết thúc tại đây thôi các bạn. Nếu bạn thấy video này hay, cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.